Tiếp theo chương trình là điểm tin hoạt động của các đơn vị trong tháng 12. Vào chiều ngày 2 tháng 12, tại hội trường huyện ủy, huyện hội Phú Xuyên phối hợp với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Fenica tổ chức trao dự án sách nói, sách cho mình, sách cho mọi người, trao yêu thương thêm gắn kết và tặng quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày người khuyết tật thế giới. Tham dự có đại diện ban giám hiệu nhà trường, hội phụ huynh cùng các em học sinh của nhà trường, thường trực của hội cùng 40 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn thể cán bộ, hội viên của huyện hội đã nhận món quà của trường trao tặng 50 cuốn sách nói, 40 xuất quà trị giá 15 triệu 500 nghìn đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày người khuyết tật thế giới. Cô Đoàn Thu Hà, phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, chuyến đi không chỉ giúp các em học sinh biết yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những người khó khăn, mà từ đó các em còn hiểu sự may mắn của bản thân và biết luôn nỗ lực để trưởng thành và sống tốt, sống hạnh phúc. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Công đoàn cơ sở quận hội Long Biên đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2028. Tham dự hội nghị có bà Cao Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên, ông Hà Mạnh Hưng, Chủ tịch quận hội Long Biên và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở quận hội. Vừa qua, tuy gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, xã hội nói chung, anh chị em đoàn viên, người lao động trong tổ chức nói riêng. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của toàn thể đoàn viên, người lao động nên công tác công đoàn hội người mù quận Long Biên đã triển khai và hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở hội khóa 2 đã đề ra như chăm lo đời sống cho đoàn viên, kết nạp đoàn viên mới. Thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận và tổ chức hội để kịp thời triển khai các nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Lao động quận gắn với công tác đặc thù của tổ chức hội. Tại đại hội, đã có một tập thể và một cá nhân được Liên đoàn Lao động quận và tổ chức hội khen thưởng danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt đoàn thể đoàn viên trong công đoàn cơ sở hội, đồng chí Hà Mạnh Hưng, Chủ tịch hội phát biểu chỉ đạo công đoàn cơ sở hội cần chủ động, sáng tạo hơn nữa nhằm vận dụng linh hoạt để cụ thể hóa các nội dung của đại hội thành những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực phù hợp với đặc thù công đoàn cơ sở hội, tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên người lao động. Tiếp đó, để chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, sáng ngày 20 tháng 12, Ban tuyên giáo quận hội Long Biên phối hợp cùng Hội cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề nói chuyện truyền thống lịch sử ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và những ngày tháng hào hùng của quân dân thủ đô làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội. Tới dự và nói chuyện với câu lạc bộ có Đại tá Trịnh Xuân Báo, thành viên câu lạc bộ Thăng Long, các đồng chí ủy viên ban chấp hành và đông đảo các bác, các cô, chị em hội viên. Nói chuyện với câu lạc bộ, Đại tá Trịnh Xuân Báo đã khái quát lại quá trình ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam, khởi nguồn từ đội tuyên truyền giải phóng quân với 34 đồng chí, thời kỳ đầu thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Qua buổi nói chuyện, một lần nữa mỗi cán bộ, hội viên, hội người mù quận Long Biên được bồi đắp và hiểu thêm truyền thống cách mạng, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam nói chung, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng. Từ đó có thêm động lực vươn lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước cùng tổ chức hội ngày càng phát triển giàu mạnh. Sáng ngày 2, huyện hội Thường Tín đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 10 2022-2027. Về dự đại hội có ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội, ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các ông bà, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban dân vận huyện ủy, các ban ngành đoàn thể huyện
và 57 đại biểu chính thức đại diện cho 191 hội viên hội người mù trong toàn huyện đã về dự. Tại đại hội, sau lời khai mạc của ông Trần Nguyên Phúc, Chủ tịch Hội Người Mù huyện, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội Người Mù huyện đã phát huy truyền thống tự lực tự cường, bám sát các chương trình trọng tâm của hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đại hội đã bầu 5 ông bà vào ban chấp hành khóa mới và tiến hành họp phiên thứ nhất. Ông Trần Nguyên Phúc được đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Người Mù huyện lần thứ 10, 2022-2027. Sáng ngày 3 tháng 12, Hội Người Mù quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật mùng 3 tháng 12 năm 1992, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022 và chương trình nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khiếm thị. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người Mù quận Thanh Xuân cho biết, với những chủ đề khác nhau theo từng năm, Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là ngày hội của những người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong học tập, lao động để cùng nhau vượt qua thách thức, tự tin vượt lên, hòa nhịp với cuộc sống. Cùng với lễ kỷ niệm, các hội viên Hội Người Mù quận Thanh Xuân còn được tham gia vào chương trình Nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khiếm thị do huấn luyện viên sức khỏe yoga quốc tế Đỗ Mai trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ. Các bài tập thở, thiền yoga, những câu chuyện về tình yêu thương, hạnh phúc đã giúp tinh thần của các hội viên nâng cao, thêm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống. Tại hội nghị, Hội Người Mù quận Thanh Xuân đã trao 60 phần quà của các nhà hảo tâm, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tới các hội viên tham dự chương trình. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật, mùng 3 tháng 12 năm 1992, mùng 3 tháng 12 năm 2022, Hội Người Mù Hà Đông phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ quận đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho xã viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Chia sẻ với những xã viên tại Hợp tác xã Ánh Sáng, ông Bạch Quang Khải, Chủ tịch hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và nêu bật về ý nghĩa. Chủ đề của Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật năm 2022 là không phải tất cả khuyết tật đều có thể nhìn thấy được. Dịp này, quận hội đã trao tặng mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng cho những xã viên tham gia, sản xuất và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ quận và tổ chức Hội Người Mù giúp các xã viên, hội viên có thêm niềm vui và tiếp tục phấn đấu vươn lên hội nhập cùng cộng đồng. Vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở huyện hội Ứng Hòa, huyện hội đã phối hợp cùng công ty cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam trao trợ cấp hàng tháng cho 20 cháu là trẻ khiếm thị và con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 300.000 đồng trên một cháu trên một tháng. Số tiền trao tặng là 6 triệu đồng. Cùng đồng hành với Hội Người Mù huyện, chăm sóc đời sống cho các hội viên, đặc biệt là các cháu là trẻ khiếm thị và con hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong một năm qua, công ty Zila đã tặng quà trợ cấp hàng tháng cho 17 gia đình hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Với gói tài trợ năm thứ nhất là 61.200.000 đồng. Bước sang năm thứ hai, công ty Zila tiếp tục chia sẻ tấm lòng vàng đến với 20 cháu khiếm thị và con hội viên với gói hỗ trợ là 72 triệu đồng trên một năm. Được đón nhận tấm lòng nhân ái từ công ty Zila đã giúp cho các gia đình của các cháu vơi đi một phần khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, các cháu tập trung vào công việc chính là học tập. Đồng thời, các cháu sẽ dần xóa đi mặc cảm về hoàn cảnh để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân tháng hành động vì người khuyết tật, huyện hội Mỹ Đức đã vận động các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện để có kinh phí chăm sóc cho các hội viên. Thấu hiểu và chia sẻ với điều kiện của hội, ngày 10 tháng 12,
Hội đã được công ty Thanh Thúy về thăm và tặng 20 suất quà cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất là 500.000 đồng. Tổng kinh phí là 10 triệu đồng. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong tháng hành động vì người khuyết tật, cũng như hướng tới các hoạt động chào mừng của Đại hội đại biểu lần thứ 11 của Hội Người mù thành phố Hà Nội. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động tháng 12, vào ngày 24 tại văn phòng, Huyện hội đã đón tiếp ông Trần Biểu, đại diện tổ chức Những Trái Tim Nhân Ái, đến thăm và tặng quà cho hội nhân dịp Tết Quý Mão sắp tới. Đại diện hội, bà Đinh Thị Minh Luyến đã nhận món quà là 25 triệu đồng tiền mặt do ông Trần Biểu thay mặt cho tổ chức trao tặng. Đây là lần thứ tư hội được nhận những tình cảm của đoàn đã luôn theo dõi các hoạt động của hội, quan tâm, giúp đỡ và tặng quà vào dịp Tết đến xuân về. Thiết thực kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, ngày 18 tháng 12 năm 1972, ngày 18 tháng 12 năm 2022, và kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật mùng 3 tháng 12 năm 2022. Ngày 13 tháng 12, Hội Người mù quận Cầu Giấy đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn thăm các di tích lịch sử thuộc hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Tham gia chuyến đi có 32 cán bộ hội viên tiêu biểu của quận hội. Sau 3 ngày tham quan từ ngày 13 đến ngày 15, đoàn đã đến thăm các di tích lịch sử thuộc hai tỉnh Sơn La, Điện Biên. Tại tỉnh Sơn La, đoàn đã đến thăm Bảo tàng Sơn La và Nhà tù Sơn La. Nhà tù Sơn La, nơi giam cầm các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối như Tô Hiệu, Lê Duẩn, Mai Chí Thọ. Rời Sơn La, đoàn đã đến thăm khu di tích Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Hoàng Văn Thái suốt chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn rất xúc động trước sự đơn sơ của sở chỉ huy, chỉ có những chiếc lán đơn sơ và vài bộ ghế, vài chiếc trọng tre, vậy mà kết tinh nên những trí tuệ tuyệt vời để làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đoàn tiếp tục thăm hầm Đờ Cát, đồi A1, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa Trang Điện Biên Phủ. Khép lại hành trình 3 ngày tham quan các di tích lịch sử thuộc hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, dấu ấn sâu sắc để lại trong lòng mỗi cán bộ, hội viên Hội Người mù quận Cầu Giấy là tinh thần đấu tranh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, những hy sinh, gian khổ mà thế hệ cha anh đã phải trải qua để chúng ta có một cuộc sống như ngày hôm nay. Vào sáng ngày 19, Quận hội Hoàng Mai đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Vietnet tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng số khu vực ASEAN cho toàn thể hội viên trên địa bàn quận hội. Trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, nhất là thời điểm trong và sau đại dịch COVID-19, thì việc phổ cập những kỹ năng số và công nghệ thông tin cơ bản đến người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các hội viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống và giảm thiểu rủi ro lừa đảo trên không gian mạng thông qua việc trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Tại hội nghị, đại diện đến từ trung tâm Vietnet đã trao tặng 5 chiếc USB cho những người trả lời đúng các câu hỏi tương tác. Buổi tập huấn đã diễn ra sôi nổi với nhiều điều hữu ích cung cấp kiến thức, kỹ năng, cách ứng xử văn minh phù hợp trên các nền tảng, góp phần chuyển dịch thông điệp mạnh mẽ về bảo mật dữ liệu cá nhân và phòng tránh rủi ro trong lĩnh vực truyền thông, thông tin ngày nay. Sáng ngày 22, Hội Người mù huyện Sóc Sơn tổ chức gặp mặt các bác hội viên của hội là cựu chiến binh nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022 và 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Tới dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Cường, Chủ tịch Hội Người mù huyện Sóc Sơn, các đồng chí trong ban chấp hành của huyện hội và 14 hội viên là cựu chiến binh đang sinh hoạt tại hội. Tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Cường, Chủ tịch Hội thay mặt ban chấp hành huyện hội báo cáo nhanh về đại hội lần thứ 9,
nhiệm kỳ 2022-2027 của hội. Đồng thời, đồng chí đã động viên và thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các chú đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Các bác còn là những hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Tại hội nghị, huyện hội đã tặng quà các bác với tổng trị giá 6.700.000 đồng. Với mong muốn giúp người khiếm thị có được sức khỏe tốt hơn, mới đây, Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Happy Life kiểm tra sức khỏe và tư vấn chế độ dinh dưỡng cho hội viên. Là một trong những người có mặt đầu tiên tại buổi kiểm tra, anh Tạ Đình Hán, 45 tuổi, được hướng dẫn lên cân đo sức khỏe để đo các chỉ số với dáng cao và gầy. Anh vô cùng bất ngờ khi nghe thấy chỉ số mỡ nội tạng của mình khá cao. Anh chia sẻ, do hạn chế về tầm nhìn nên việc ăn uống, lựa chọn thực phẩm của anh phải phụ thuộc vào người khác. Anh Hoàng Văn Lý, Chủ tịch Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm cho biết, người khiếm thị thường khó khăn trong việc tiếp cận thông tin nên chủ yếu vẫn ăn theo sở thích, thói quen. Mỗi lần tra cứu thông tin, người khiếm thị phải thông qua một phần mềm chuyển đổi trên điện thoại, tốn nhiều thời gian. Chính vì vậy, nhiều người không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thùy Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Happy Life, trực tiếp tư vấn cho hội viên Hội Người Mù quận Cầu Giấy và nhận thấy rằng nhiều người có bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, loãng xương nhưng chưa biết cách ăn uống đúng. Mỗi trường hợp tư vấn, chị sẽ ghi rõ vào giấy những thực phẩm nên bổ sung, nên hạn chế để người nhà hỗ trợ họ trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm lành mạnh. Các hội viên khiếm thị được tư vấn trực tiếp dựa trên các chỉ số dinh dưỡng của mình. Chương trình tư vấn do Hội Người Mù Hoàn Kiếm và Happy Life thực hiện không chỉ mang lại cơ hội cho người khiếm thị của quận Hoàn Kiếm được tư vấn dinh dưỡng, mà còn là một buổi sinh hoạt để các hội viên có thể gặp gỡ, giao lưu với nhau. Trong những năm qua, Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp với các tổ chức xã hội để thực hiện các chương trình thăm khám sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích cho các hội viên. Ngoài ra, hội còn có các hoạt động thường kỳ như mở lớp yoga, lớp học về công nghệ để giúp người khiếm thị vơi đi nỗi mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.